Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài Thực hành tiếng Việt, sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, bộ sách Trần trời sáng tạo Đầu tiên chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 1 Để làm được câu 1 này cũng như các bài tập tiếp theo Các em hãy đọc kỹ phần trí thức tiếng Việt nhé Câu 1 chọn ba chú thích giải thích nghĩa của từ trong văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả Hoàng Phụ Ngọc Tường và cho biết mỗi chú thích đã giải nghĩa từ theo cách nào. Và cô sẽ lấy ví dụ cho các em với ba từ như sau. Từ Kim Phụng có nghĩa là ngọn núi cao nhất ở phía tây nam thành phố Huế, còn có tên là núi Thương. Từ Cây Cửa là một loại thân cây gỗ, cành lá rộng rạp, rễ phụ rủ từng chùm đâm xuống đất để hút nước và chất dinh dưỡng nuôi cây. Cuối cùng là thị trấn Beo Vinh, một thị trấn cổ ở Huế thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà. Vậy thì cả ba chú thích giải thích nghĩa của từ trong văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông được giải thích nghĩa từ theo cách đó là phân tích nội dung nghĩa của từ phải không nào? Tiếp đến là câu hỏi số 2, xác định cách giải nghĩa của từ được dùng trong những trường hợp sau. Ở câu A, sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta từ lâu bền và được giải thích đó là lâu dài và bền vững. Vậy thì cách giải nghĩa của từ này là giải nghĩa thông qua giải thích từng thành tố cấu tạo nên từ phải không nào? Từ lâu bền được cấu tạo bởi từ lâu và từ bền được giải thích nghĩa là lâu dài và bền vững. Tiếp theo là câu B, dành dàng là chậm chạp, không khẩn trương để mất nhiều thì giờ vào những việc phụ hoặc không cần thiết. Vậy thì ở đây, sách giáo khoa đã giải nghĩa cho chúng ta bằng cách nào hả các em? Đúng rồi, đó là giải thích nghĩa của từ bằng việc dùng các từ đồng nghĩa với từ cần giải thích từ dành dàng đồng nghĩa với từ chậm chạp hoặc là không khẩn trương. Tiếp theo là câu C, đen nhánh. Đen và bóng đẹp có thể phản chiếu ánh sáng được. Vậy thì ở đây, tác giả sách giáo khoa đã giải thích cho chúng ta bằng cách là phân tích nội dung, nghĩa của từ. Đen nhánh có nghĩa là đen và bóng đẹp kèm nhé. đến với câu d t từ ngữ địa phương có nghĩa là kia vậy thì cách giải nghĩa này có nghĩa là giải thích nghĩa của từ bằng việc phân tích nội dung nghĩa của từ và phạm vi sử dụng từ t này là từ ngữ địa phương chỉ được dùng ở một số địa phương nhất định còn từ phổ thông của nó sẽ là từ kia nhé cuối cùng là câu d kiến thiết kiến, yếu tố Hán Việt có nghĩa là xây dựng, chế tạo, thiết có nghĩa là bày ra, sắp đặt, kiến thiết có nghĩa là xây dựng theo quy mô lớn. Câu đề này hơi phức tạp một chút phải không nào? Từ này được giải nghĩa như thế nào nhỉ? Đó là giải thích nghĩa của từ bằng việc giải thích từng thành tố cấu tạo nên từ. Từ kiến thiết được cấu tạo bởi hai thành tố kiến và thiết sách giáo khoa đã giải thích chi tiết cho chúng ta nghĩa của từng từ đúng không nào? Đến với câu hỏi số 3 như sau, điền các từ đăm đăm, giao thương và nghi ngại vào chỗ trống tương ứng với phần giải thích nghĩa phù hợp. Chúng ta có ba ý A, B và C đã được giải thích nghĩa ra, vậy thì các em hãy đọc kỹ ba ý này để điền các từ vào cho phù hợp nhé. Trước tiên, là giao lưu buôn bán nói chung. Đây sẽ là giao thương phải không nào? Tiếp theo đó là nghi ngờ, e ngại, chưa dám có thái độ và hành động rõ ràng. Sẽ là nghi ngại. Cuối cùng, có sự tập trung chú ý hay tập trung suy nghĩ rất cao hướng về một phía hay một cái gì đó. Chính là đâm đâm. Có bạn nào làm đúng giống cô không nào? Bài tập số 3 tương đối dễ phải không các em? Tiếp theo là bài tập số 4. Theo bạn, phần giải nghĩa các từ ấp yêu và âm u dưới đây đã chính xác chưa? Vì sao? Sách giáo khoa đã giải thích cho chúng ta hai từ ấp ấp yêu là ôm ấp và âm u là tối tâm. Theo các em, phần giải nghĩa này đã chính xác chưa? Và vì sao? Chúng ta thấy rằng chưa được chính xác phải không nào? Bởi vì cách giải thích này chưa sát với nghĩa của từ ấp yêu và âm u. Cách giải thích nghĩa của từ ấp yêu là ôm ấp chưa đủ bởi vì ấp yêu có nghĩa là tuy vừa ôm ấp nhưng còn có thái độ âu yếm, trìu mến, thể hiện sự nâng niu vào trong lòng. Còn cách giải nghĩa thứ hai của từ âm u là tối tăm cũng chưa đủ bởi vì ở đây âm u còn mang nít nghĩa mờ mịt, hiu quạnh, hay là vắng vẽ, dùng để chỉ khung cảnh khi lặng lẽ và hoang vu đấy các em bổ sung thêm phần giải thích này nhé bài tập số 5 như sau giải thích nghĩa của từ in đậm trong các câu sau và cho biết bạn đã chọn cách giải thích nghĩa nào trước hết các em hãy đọc câu a trong câu a này chúng ta thấy có một từ in đậm đó là từ phản quang vậy thì từ này được giải nghĩa như thế nào phản quang ở đây chính là hiện tượng phản xạ lại ánh sáng tới khi có sự chiếu sáng của tia sáng hay ánh đèn thì vật có phủ phản quang sẽ phát huy được tác dụng giúp cho con người có thể quan sát vật từ xa một cách dễ dàng hơn vậy thì ở đây chúng ta chọn cách giải nghĩa đó là phân tích nội dung nghĩa của từ các em nhé Tiếp đến là câu B. Trong câu B này lại có hai từ in đậm, từ súng xít và từ lập lè. Ở đây, trước tiên chúng ta giải thích từ súng xít nhé. Súng xít có nghĩa là súng lại sát nhau hay là lộn lộ xộn xung quanh một chỗ nào đó. Với từ này, ta chọn cách giải thích nghĩa là phân tích nội dung nghĩa của từ. Từ lập lè là nhấp nháy và nhập nhòe ở đây chúng ta giải thích nghĩa bằng cách dùng từ đồng nghĩa với từ cần giải thích. Hai từ nhấp nháy và nhập nhòe đồng nghĩa với từ lập lề các nhé. Cuối cùng là với câu C, chúng ta có một từ in đậm là từ huyền hoặc. Các em có hiểu rõ nghĩa của từ này hay không? Huyền hoặc có nghĩa là viển vông không có thực. Vậy thì ở đây chúng ta cũng dùng từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ huyền hoặc để giải thích nghĩa của từ. Đồng nghĩa với từ huyền hoặc chính là viễn vong, còn không có thực là trái lại nhé. Bài tập số 6 với yêu cầu như sau. Giải thích nghĩa của những từ sau và xác định cách giải thích nghĩa đã dùng. Ta có 4 từ bồn chồn, trầm mặc, viễn xứ và nhạt huyết Trước tiên, ta hãy giải thích nghĩa của các từ, sau đó mình sẽ đặt câu với từ đó các em nhé. Cô làm mẫu cho các em câu A đầu tiên. Với từ bồn chồn có nghĩa là nôn nao, thấp thỏm, không yên lòng. Chúng ta có thể giải thích dựa vào gốc nghĩa từ ban đầu nhé. Ta đặt câu có từ bồn chồn như sau nó đi về lâu quá làm tôi buồn chồn lo lắng tiếp theo ta có câu b câu b cần giải thích nghĩa cho từ trầm mặc phải không nào trầm mặc ở đây chúng ta có thể hiểu rằng đây là tính từ hành động tập trung lắng nghe ngẫm nghĩ điều gì đó và ta đặt câu dựa vào bài vừa học ai đã đặt tên cho dòng sông như sau dòng sông hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường hiện lên trong mắt người đọc là một con sông mang vẻ đẹp cổ kính, uy nghi và trầm mặc. Vậy thì từ trầm mặc này ta giải thích nghĩa bằng cách dùng từ đồng nghĩa để giải thích nghĩa của từ các em nhé. Đến với câu C như sau. Viễn xứ. Viễn xứ ở đây có nghĩa là Viễn là xa xôi, cách biệt, xứ là từ ngữ chỉ nơi trốn. Viễn xứ tức là nơi hoàn toàn xa xôi và cách biệt. Vậy thì ta đặt câu như sau. Mỗi khi Tết đến xuân về, những người con xa quê, sống đời viễn xứ đều một lòng hướng về quê cha đất tổ với cảm xúc bồi hồi, xúc động, nhung nhớ khó tả. Ở đây, ta giải thích từ bằng cách phân tích nội dung nghĩa của từ ta chia từ ra thành hai yếu tố và giải thích từng yếu tố một. Cuối cùng là câu D, nhạt huyết. Nhạt huyết ở đây là cảm giác nhàm chán và chán nản đến mức vô cùng. Ta có thể đặt câu như sau. Tôi cảm thấy hối hận vì đã mất hàng giờ đồng hồ chỉ để đọc cuốn sách với nội dung nhạt huyết này. Vậy thì với cách giải thích từ nhạt huyết có nghĩa là ta đã dùng các từ đồng nghĩa để giải thích từ này các em nhé. Nội dung cuối cùng chính là phần từ đọc đến viết. Đề bài ngày hôm nay như sau. Từ việc đọc các văn bản trên, hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ để chia sẻ về một thông điệp có ý nghĩa nhất mà em nhận được từ thiên nhiên. Sau đó, chọn một từ bất kỳ trong đoạn văn để giải thích nghĩa và xác định cách giải thích đã dùng. Vậy thì trước tiên cô sẽ hướng dẫn cho các em với phần dàn ý như sau. Mở bài, dẫn dắt và giới thiệu về vấn đề mà đề bài yêu cầu, thông điệp ý nghĩa nhất nhận được từ thiên nhiên. Tiếp theo ở phần B, các em hãy đi từ giải thích cho đến nêu ra các luận điểm để chúng ta phân tích nhé. Đầu tiên, thiên nhiên có nghĩa là một khái niệm vô cùng rộng lớn. Toàn bộ những gì mình đang có xung quanh con người chúng ta mà không phải do con người ta tạo nên, có thể đó là cây cối, động vật, mây, mặt trời, vân vân. Sau khi đã giải thích xong, các em hãy cùng nhau phân tích nhé. Thiên nhiên đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta phải không nào? Vì vậy, nên con người cần biết cách bảo vệ, nâng niu và sử dụng thiên nhiên hợp lý. Hãy học cách yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. Cuối cùng là phần C, kết bài, chúng ta khái quát lại thông điệp và đưa ra những bài học hay là có sự liên hệ với bản thân các em nhé. Vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em viết đoạn văn như sau. Trong cuộc sống con người, thiên nhiên là một tài sản quý giá nhất. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những cảnh đẹp hùng vĩ. Ta có thể thấy rằng thật sung sướng và may mắn khi có thiên nhiên ban tặng cho con người những thứ tốt và có lợi chính vì vậy trong cuộc sống phải sống gần gũi hòa hợp với thiên nhiên hãy đưa thiên nhiên đến gần với cuộc sống của mình biết trồng và chăm sóc cây xanh trồng hoa xung quanh nhà để tạo màu xanh cho không gian sống hãy luôn giữ gìn màu xanh quý báu ấy phải biết bảo vệ thiên nhiên kiên quyết kịp thời phê phán chống lại mọi hành động tàn phá thiên nhiên Vậy thì từ ở đây chúng ta có thể giải thích được đó là từ hùng vĩ phải không nào? Hùng vĩ là một tính từ để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp mạnh mẽ, to lớn đồ sộ các em nhé. Ở đây chúng ta đã giải thích từ hùng vĩ bằng cách nêu lên phạm vi sử dụng của từ, đồng thời có một số từ đồng nghĩa với từ để đưa ra ý nghĩa của từ các em nhé. các em thân mến vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong bài học ngày hôm nay các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau